Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất, mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Cảnh báo bão Noru chỉ sau cấp thảm họa, nhiều tỉnh miền Trung báo động đỏ. Trước nguy cơ bão Noru tấn công, 4 tỉnh miền Trung gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4, cấp độ rủi ro rất lớn chỉ sau cấp thảm họa. Nhiều tỉnh miền Trung Tây Nguyên phát báo động rủi ro thiên tai cấp 3, cấp độ cam rủi ro lớn. Vào 19 giờ tối qua, tâm bão trên khu vực phía đông đảo Luzon của Philippines do ma sát với đảo nên bão giảm sức mạnh một chút với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 13-14 từ 134 đến 166 km/h, giật cấp 16. Trước sức càn quét của bão Noru, Philippines đã cảnh báo rủi ro thiên tai ở cấp cao, cấp độ thảm họa. Dự báo sau khi càn quét đảo Luzon trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc. Với tốc độ rất nhanh, mỗi giờ đi được 20-25 km và đi vào Biển Đông trong rạng sáng nay. Đến 19 giờ ngày hôm nay, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km. Thời điểm này, bão đã ổn định sau khi tổ chức lại và có xu hướng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày mai, tâm bão trên vùng biển phía Tây Nam của đảo Hoàng Sa cách đất liền Đà Nẵng, Bình Định khoảng 300 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, từ 134 đến 166 km/h, giật cấp 17. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ. Đến 19 giờ ngày 28 tháng 9, tâm bão trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62-74 km/h, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6-8m, vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 8-10m, biển động dữ dội. Trong 72-96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20-25 km, cường độ suy yếu dần. Như vậy, từ khoảng tối mai, bão Noru bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, dự báo vùng đổ bộ trực tiếp có thể từ Đà Nẵng đến Bình Định. Tuy nhiên, vùng ảnh hưởng rất rộng lớn do cơn bão vẫn duy trì sức mạnh khi áp sát bờ biển nước ta. Trước nguy cơ của bão Noru, cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai tại 4 tỉnh gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định ở cấp 4, cấp rủi ro thiên tai rất lớn chỉ sau cấp thảm họa. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3, cấp rủi ro thiên tai lớn. Bão Noru hình thành từ một vùng áp thấp ngoài khơi Philippines mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong ngày 22 tháng 9, tiếp tục mạnh lên thành bão vào ngày 23 tháng 9. Đây là cơn bão khá dị thường khi di chuyển thần tốc, tăng cấp rất nhanh, cường độ thời điểm mạnh nhất xấp xỉ một siêu bão. Trên Biển Đông, Noru dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, tương đương cơn bão Sansine năm 2006, bão Kestana năm 2009 và bão Molave năm 2020. Đây đều là những cơn bão từng thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4. Ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký công điện số 855 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan và các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất. Công điện gửi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum và thành phố Đà Nẵng, các bộ Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Công điện nêu rõ, cơn bão có tên quốc tế Noru đang tiến vào Biển Đông và sẽ trở thành cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông từ đầu năm 2022. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi vào Biển Đông, bão số 4 có thể vẫn duy trì sức gió rất mạnh, cấp 13-14, giật cấp 16. Khi đến nam quần đảo Hoàng Sa, khi vào gần bờ, có thể vẫn mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.
Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh. Dự báo từ ngày hôm nay, bão gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển giữa và Bắc Biển Đông. Chiều tối ngày mai, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ, trọng tâm là từ Quảng Trị đến Bình Thuận, gây mưa lớn tập trung ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, trong đó tập trung một số nhiệm vụ. Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ sau bão, dự báo thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động ứng phó phù hợp. Đáng chú ý, trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão, lũ, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, đồng thời phân công lãnh đạo triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở, căn cứ diễn biến và dự báo bão, ban hành lệnh cấm biển cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, khẩn trương rà soát kiểm đếm hướng dẫn đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú, bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của sóng lớn, ngập sâu, sạt lở trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, khu dân cư có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét. Chỉ đạo hướng dẫn việc trang trống, bảo đảm an toàn nhà cửa, trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, kiểm soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trước và trong khi bão đổ bộ và mưa lũ. Thủ tướng cũng chỉ đạo cụ thể Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với địa phương chỉ đạo, triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều hồ đập tàu thuyền, hoạt động thủy sản, hệ thống điện, bảo đảm an toàn đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho tàu thuyền vận tải hoạt động trên biển, vùng cửa sông, trên sông, đặc biệt lưu ý những khu vực đã từng xảy ra các sự cố tàu vận tải khi có bão lũ, phối hợp với Bộ Công an và các địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến cao tốc, các trục giao thông chính. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hệ thống hạ tầng thông tin, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với bão lũ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai trong mọi tình huống. Cùng với đó, Bộ Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ ngành khác có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 4 và mưa lũ do bão, đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, khách du lịch khi xảy ra bão lũ. Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan theo dõi sát tình hình, chủ động liên hệ với các quốc gia vùng lãnh thổ, tạo điều kiện cho người dân và tàu thuyền của Việt Nam vào trú tránh bão khi có yêu cầu của địa phương. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo quân khu 4, quân khu 5 và các đơn vị đóng trên địa bàn ra soát phương án chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tiếp tục theo dõi, đưa tin kịp thời, chính xác về diễn biến bão, mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó của các cấp các ngành để nhân dân biết, chủ động phòng chống. Thủ tướng Chính phủ cũng giao Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức trực ban, nắm chắc tình hình, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ địa phương triển khai công tác ứng phó cụ thể sát với diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Thủ tướng, trời quang mây tạnh vẫn không được chủ quan với bão Noru. Kể lại việc lãnh đạo các tỉnh miền Trung báo cáo trời quang mây tạnh, Thủ tướng lo ngại điều này có thể khiến người dân chủ quan lơ là trước diễn biến của bão số 4 có tên Noru. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trước những diễn biến phức tạp của bão Noru khi áp sát đất liền, người đứng đầu chính phủ đã dành thời gian chỉ đạo về công tác ứng phó với cơn bão số 4, bão Noru. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, sức gió có thể đạt tới cấp 13-14, giật cấp 16, tốc độ di chuyển nhanh.
Dự báo chiều tối ngày mai, bão ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ, trọng tâm từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Trước lãnh đạo các bộ ngành cơ quan địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại cơn bão Dorian xuất hiện vào cuối năm 2006 đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản với khoảng 10.000 tỷ đồng ở thời điểm đó. Do đó, các bộ ngành cơ quan địa phương, nhất là tỉnh, thành phố miền Trung phải tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất. Thủ tướng cũng cho biết ông vừa gọi điện cho lãnh đạo các tỉnh, thành phố miền Trung và được báo cáo là nhiều nơi vẫn trời quang mây tạnh. Điều này có thể khiến nhiều người dân chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Thủ tướng nhấn mạnh các bộ ngành địa phương tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, đồng thời không để người dân chủ quan lơ là, mất cảnh giác trước diễn biến của bão. Trong đó, các đơn vị cần khẩn trương rà soát, kêu gọi tàu thuyền, ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm tìm nơi tránh trú, rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, bảo đảm an toàn hồ đập, lồng bè, nuôi trồng thủy sản, ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt sau bão. Thủ tướng nêu rõ các bộ ngành địa phương, nhất là người đứng đầu, phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, của nhà nước trong bối cảnh thời tiết biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến cực đoan, bất thường, gây hậu quả nghiêm trọng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!